Trong video này thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị về cái cấu tạo của một cái đồ nội thất thông minh, tức là cái tủ nó kết hợp với một cái bàn. Chúng tôi đang ở trong cái showroom nội thất. Các cái thông tin đầy đủ thì chúng tôi sẽ để lại dưới cái dòng mô tả của video. Thì đây là nó có một cái tủ đang ở cái chế độ xếp gọn nhất. Chúng ta có thể sử dụng cái nội thất này cho một cái tủ sách cộng với cái bàn học hay là cái bàn làm việc, hoặc là cái tủ bếp với cái bàn ăn. Thì bây giờ chúng tôi sẽ lần lượt thao tác rồi giới thiệu các cái chi tiết liên kết của một cái đồ nội thất như này. Thì bên trong một cái cánh cửa tủ nó sẽ có một cái khóa, anh nên mở lên quan. Đây là cái bàn. Khi chúng ta duỗi ra thì nó tùy theo cái công năng, tức là với những cái cấu tạo và những cái phụ kiện như thế này thì chúng ta lựa chọn nó phù hợp. Ví dụ như cái khâu bếp ăn thì đây sẽ là cái bàn ăn, và người ta sẽ để những cái ghế ở trong các cái ngăn tủ hai bên cái bàn á, ví dụ vậy. Còn nếu đây là một cái phòng học thì chúng ta sẽ thiết kế và thi công nó giống như là một cái tủ sách hay là cái kệ sách báo. Đó, đây là các cái làng bên trong. Chúng ta muốn đặt cái ghế cao thì chúng ta đặt cái tủ, cái ngăn tủ bên 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 trái màn hình á. Còn hồi nãy là cái ngăn tủ bên phải thì chúng ta có thể đặt những cái ghế thấp. Ở bên trên này thì chúng ta đặt các cái vật dụng, nếu là tủ bếp thì chúng ta đặt các cái gia vị, son, nồi, chảo, các thứ. Còn nếu là phòng làm việc thì chúng ta đặt sách và hồ sơ. Thì đây là cái cấu tạo của cái bàn, nó cũng khá là đơn giản gọn nhẹ thôi, các cái chất liệu cũng nhẹ nhàng trang nhã. Bây giờ chúng tôi sẽ xếp lại khá là gọn, chúng ta gấp lại thôi, nhẹ nhàng thôi, một người làm một tay thôi chứ cũng không cần phải quá là phức tạp. Và chúng ta khóa lại thì nó sẽ cố định. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến cái sản phẩm này. Mọi chi tiết liên hệ thì xin cập nhật cái thông tin bên dưới video.